Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức khai mạc hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2014-2015. Hội thi thu hút 346 học sinh và 40 giáo viên đến từ 27 trường tiểu học trong địa bàn thị xã. Nội dung thi đối với giáo viên có 2 bài thi, một bài thi viết trên giấy thời gian 40 phút và một bài thi thực hành viết trên bảng thời gian 20 phút. Đối với học sinh có 2 bài thi, thời gian cho mỗi bài viết là 20 phút. Hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học với mục đích phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh, giáo viên có năng khiếu và thành tích trong phong trào viết chữ đẹp, duy trì nề nếp, thói quen tốt trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường, giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói, chữ viết dân tộc. Ban tổ chức mong muốn hội thi viết chữ đẹp năm nay sẽ lựa chọn và tôn vinh được những giáo viên, học sinh xuất sắc trong phong trào viết chữ đẹp cấp thị xã và là những nhân tố để tham gia hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.